Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống chiến thắng trận đầu của Bộ đội Phòng không Không quân, chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm chuyên đề 60 năm âm vang chiến thắng trận đầu nhằm tuyên truyền giới thiệu về chiến thắng trận đầu xuất sắc của Bộ đội Phòng không Không quân, Bộ đội Hải quân và của quân dân miền Bắc. Triển lãm do Bảo tàng Phòng không Không quân phối hợp cùng với Bảo tàng Hải quân, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Triển lãm 60 năm âm vang chiến thắng trận đầu trưng bày nhiều tư liệu hiện vật giá trị, có những tư liệu lần đầu được công bố. Với hơn 300 tư liệu hiện vật, triển lãm được chia thành 5 phần trưng bày. Phần 1 sẵn sàng thế trận trên không, trên biển. Phần 2 sự kiện Vịnh Bắc Bộ và cuộc hành quân Mũi Tên Xuyên. Phần 3 trận đánh lịch sử ngày 5 tháng 8 năm 1964. Phần 4 ý nghĩa và sức lan tỏa của chiến thắng. Và phần 5 nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Triển lãm 60 năm âm vang chiến thắng trận đầu là sự tri ân tôn vinh những cống hiến hy sinh của quân và dân ta, đặc biệt là những đóng góp của Bộ đội Phòng không Không quân, Bộ đội Hải quân. Mỗi tư liệu hiện vật được chọn lọc đưa ra trưng bày trong triển lãm thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện những trận đánh xuất sắc và giới thiệu những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng sáng ngời vì độc lập dân tộc.